Bao túi bao trái này thì không bao giờ sợ ruồi vàng. Quả nó đẹp. Vừa rồi cháu đi Trung Quốc đấy, là Trung Quốc đã bao trái tất cả, không thiếu một quả nào, mà nó rộng hàng bao nhiêu nghìn hecta. Đấy, nó ấy đâu, nó xoắn đây.